Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ sẽ là tiết mục cũng được gọi là Hot Boy. Hot Boy này sẽ giới thiệu một ca khúc, một nỗi lòng của một chàng trai đang yêu. Vâng, đó chính là Hot Boy có ước mơ sáu múi. Ngọc Sơn. Cái khó khăn mà mình cảm thấy vẫn còn ở thời điểm này đó là hay mất tập trung trong mỗi lần tập nhảy. Và cái điều đó thì hay làm biên đạo của mình cáu gắt. Cái cảm giác của mình khi mà nghe thông tin là top 5 sẽ phải diễn 2 bài, mình cảm giác như muốn bùng nổ. Bởi vì diễn 1 bài thôi nó đã rất là khó để làm đẹp và mượt, mà đây còn những là 2 bài nữa. Đây là một cái thử thách rất là lớn, và phải làm sao để hoàn thành 2 bài thật là tốt, thật là đẹp để có thể cống hiến cho khán giả. Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the boy you love and hold him tight, so happy together. If I should call you up, invest the time, and you say you belong to me, and he's in my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be the only one for me is you, and you for me, so happy together. 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 Một tràng pháo tay cho Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Rất là đẹp đôi, rất là lãng mạn. Chuyện tình trong mưa, rất hạnh phúc đúng không ạ? Ngọc Diệp xin mời giám khảo cho Huy Trần nhận xét về phần trình diễn của bạn. À, Ngọc Sơn với Phạm Lịch, cái bài hôm nay rất là hay, rất là tuyệt vời. Nó là một cái cảm giác im lặng, nó rất là mượt và đẹp. Và anh tin tất cả mọi thứ em thể hiện trong cái bài này, nó nhìn giống Lịch là đúng là bạn gái và người yêu của em trong cái bài này. Cái gương mặt của em nó rất là sáng, đúng là lột xác Hot Boy Ngọc Sơn. Trong cái bài này em cũng là Gentleman Ngọc Sơn. Rất thích bài này. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Bài này Lịch dựng luôn hả? Wow. Chắc là áp lực lắm hả con Sơn? Hỏi Sơn nhưng không hỏi Lịch. Chắc là áp lực gì lắm phải không? Đối với tôi, cái bài này là cái bài tỏa sáng, với những bước nhảy rất là điêu luyện và những cái động tác rất là gọn gàng, khi bê đỡ có kỹ thuật. Một cái bài dựng rất là duyên, một cái tình yêu nó nảy sinh trong một cái đêm mưa rất là dễ thương, và với cái kết là hai người che áo đi như thế, mình thấy là đâu đó xung quanh mình vẫn còn một cái hạnh phúc. Các bạn chọn cái bài này cũng rất là hợp, là Happy Together. À, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Đó cũng là cảm xúc hiện tại của Ngọc Sơn đúng không ạ? Và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Một tiết mục sang trọng, lãng mạn và vô cùng tình cảm. Tôi nhìn thấy được cái sự đam mê nó rất là rõ trong từng cái động tác cũng như từng ánh mắt của hai em. Sự uyển chuyển rất là mềm mại ha. Bên cạnh đó, Phạm Lịch, em làm cho anh mấy lần hú hồn. Từ bậc thi trước anh đã rất là thích cái chân em đá lên, nó chính xác mà nó không thể nào chính xác hơn được nữa cả.
nó rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay em sử dụng cái cú nhào lộn mà nó là dọc chứ không phải là ngang, rất là khó. Và cái bàn chân của em đặt xuống một cái là nó ngay sát mép đầu của Ngọc Sơn. Nếu Ngọc Sơn cao hơn một chút cũng không hay. Anh nghĩ là chắc là trước khi ra thi tụi em có khấn tổ nghiệp hay sao đó, nó được thăng hoa hoàn toàn tất cả mọi thứ. Bước chân đặt xuống ngay sát đầu mép đầu luôn, không thể nào trật hơn được nữa, không thể nào mà có thể cho điểm xấu được, rất là tuyệt vời. Và xin mời ban giám khảo cho điểm Ngọc Sơn. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Wow. 10 điểm chắc chắn rồi, phải có wow là phải có 10 điểm. Anh Hưng có wow không? Anh không cần wow, đó là phong cách của bạn Huy. Vâng. Đúng không? Hưng là wow. Wow cho ra 10 điểm. 10 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. What, trời, 10 điểm. Điểm trung bình của Ngọc Sơn qua 2 vòng thi 9,3 điểm. Chúc mừng bạn. Và xin mời bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước. Ngọc Diệp thấy là Ngọc Sơn ốm. Cân nặng cũ 66,7 cân. Cân nặng hiện tại 65,2 cân. Giảm 1,5 cân, tương đương 2,2%. Tổng điểm của Ngọc Sơn 11,5 điểm. Chúc mừng. Và theo như thông số hiện tại thì Ngọc Sơn hiện tại hơn Trường Giang 2 kg. Chỉ gần một tuần nữa thôi sẽ bằng ký nhau. Là em bắt đầu trở thành hot boy. Thì anh cũng là gì em tự hiểu. Nhờ câu cuối cứu lại hai câu trên. Yeah. Kính thưa quý vị thân mến, trước khi đến với tiết mục tiếp theo, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát.